Với tình yêu dành cho những đứa cháu, ông Roberto Curia, 65 tuổi, đã xây dựng nên một hệ thống tàu lượn siêu tốc khổng lồ và độc đáo ngay tại sân sau trong nhà. Ông Curia đã bắt đầu thực hiện dự án này từ năm 2018. Ông tự mình đi thu thập các vật liệu và xây dựng lên công trình này. Bọn trẻ trong nhà này khi đi một lượt rồi là không muốn xuống nữa, chúng đã đi hơn 10 vòng chứ không ít. Nhiều đứa trẻ khác trong vùng cũng đã đến đi thử. Nhiều phụ huynh cũng đã trải nghiệm và nói rằng họ cảm thấy rất vui. Ông đã tái chế nhiều vật liệu để tạo ra các đường ray. Các toa tàu thì được ông chế tạo bằng máy cắt cỏ và có thể chịu được đến 150 kg. Tổng chiều dài của đường ray là 140 m và điểm cao nhất là 7 m. Ông Curia cho biết ông sẽ tiến hành bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo độ an toàn và chất lượng của hệ thống tàu lượn này.